cặp Bentley này á, mà nói nó là chocolate thì chắc không phải đâu bạn cái bạn này nó hơi nâu thiệt nhưng mà nó vẫn có cái gì đó đỏ, đỏ thì mình nghĩ là đây mình gọi là đỏ rượu vang thì nó hay hơn à, nó nó vẫn không rượu vang lắm nhưng mà màu đỏ thì đúng hơn là màu nâu thì hai con này làm hai cái trường phái khác nhau một là Bentley máy pin có thêm cái ô lịch thứ ở trên góc 12 giờ và chúng ta vẫn có lịch ngày và còn cái phiên bản máy cơ thì nó phức tạp hơn nó khó hơn nên là nó lượt giãn bớt đi cái máy nhưng mà con máy cơ lúc nào nó cũng đắt hơn tí máy cơ hiện tại đang có mức giá năm cũ 2 còn máy pin là khoảng 4 cũ rưỡi trên thị trường hiện tại ha và khi mà lên tay á, những cái dòng này nó tạo cho bạn một cái cảm giác gọi um, là uh, bỏ tiền ít mà có được những cái thiết kế một cái uh, phong cách đến từ người giàu chỉ anh em đeo Rolex thì mới hiểu thôi bây giờ anh em đeo Rolex cái cảm thấy nó nó sao sao đó. mọi đi ra đường có tưởng người ta đeo Rolex không mà ai là ai ngờ đâu mà lại theo thì toàn là đồng hồ Olympia Nerd là Bentley này Carnival này đấy thì bây giờ là những cái thi, những cái thiết kế Homemade là đỉnh cao rồi các bạn rồi mình là Thương Trần anh em đánh giá như thế nào về Bentley xin chào hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo